Trong video này mình sẽ có một cái thử thách tiếp theo, đó chính là mình sẽ vào marketplace, lại vào marketplace nơi rất là yêu thích của mình nha. Và mình sẽ có cái thử thách mua những điều đó và chỉ được sử dụng đội quân mà mình mua ở marketplace thôi, để xem mình có deal nào ngon ngon nhỉ. Và mình đã vào server rồi. Ủa, server này có phải như khá nhiều người giàu này, 65.000. Và các bạn thấy hiện giờ số gem của mình là 12.207 gem. Thì video trước mình đã có buôn bán khá là nhiều ấy, và kiếm được khá là nhiều gem. Và ngoài ra shop Khánh SCDobox.vn hiện giờ đang giảm giá gem ngon nhất thị trường. Bạn nào muốn sở hữu một đống gem vào marketplace mua unit ngon nhất thì hãy vào shop của mình để ủng hộ mình nha. Vậy giờ shop mình đang giảm giá tục quần UTC từ 97k giảm 4% còn 39k thôi. Các anh nhanh tay để sở hữu nha. Thì tập trước ấy mình có bán Ogoli 2.000 nữa. Giá này hơi chát nha, hơi bị chát. Server này có vẻ như là hơi bị chát một chút. Giờ mình bán còn một bộ Ogoli luôn này. 3k drill á, are you crazy man? 3k drill, ai mua 3k drill được? Green laser 100 này. Green laser 100 gem. Let's go. Mình mua con green laser với giá 100 gem. Trời ơi, thank you sir, quá là hời luôn. Săn sale như vậy thì mới có được món đi hời. 100 này, mua tiếp luôn. 100 gem, mua tiếp luôn. Let's go, 100 gem green là cực kỳ ngon. Để xem nào, có ai bán 100 gem nữa không nào. Sẽ mua luôn nào. Vãi trưởng healer 2k4 này. Nói chung là mấy ông bán giá cao phết. Mình không chắc sẽ bán được không, cứ để giá đấy thôi mà chưa chắc đã bán được đâu. Bởi vì là không biết ai mua không. Giá hợp lý tí mua được. Mình thì có Santa Team Man 35 này, mình sẽ mua phát. Rồi, team của mình hiện giờ có được một Santa và một green. Wow, 4 green. Quá là ngon lành luôn. Món ngon ngon thì mình mua chứ, đắt quá thì chịu. Ogoli 2k7 á. Thực ra thì team mình muốn có một Ogoli 3.000 nữa. Mấy ông này bị ảo giá sao ta. Cái này cao quá. Sister giá này hơi cao một chút nha. Red laser 500 nè. Mua luôn. Ok, nó cũng không lời lắm ấy, nhưng mà giá đấy giá hợp lý. Thời điểm hiện tại thì giá đấy cũng đã hợp lý. Bởi vì lúc trước mình có bán được giá cao hơn nhiều mà. Ok, và còn thêm một yêu nữa vào trong team. Có vẻ như là Godly Operation Cinema Man có giá thấp nhất là 1k6. Mình không tìm được cái giá nào rẻ hơn cả nên mình... Ok, đã bắt rồi. Vai trưởng chưa kịp mua. Vai. Oh my god, 550. Thôi mình mua 550 vậy, bởi vì không tìm được giá nào rẻ hơn cả. Hiện giờ chưa tìm được giá nào rẻ hơn. Chắc là tìm được nhưng mà phải rất là lâu ấy. Mấy tiếng mới tìm được ai bán mất. Chưa kịp mua. Ogoli đã có người mua rồi. Đấy chưa có giá đấy, cái giá rất là ngon. Nên có phát là mua luôn. Trời ơi, săn sale phọt cả rắm mà mãi mới săn được mà mãi. Đến tận mồm còn rơi. Cày vãi cả trưởng anh em ạ. Well, thế chắc mà mình ngồi đợi nhỉ. Bởi vì là kiểu nãy giờ ấy, chuyển server mấy lần rồi và nó rất là lag. Ngồi chờ nó thật lâu, xong rồi bị disconnect luôn. May mắn lắm mới vào được một server này thì thôi, mình không muốn ra đâu. Chắc mình sẽ bán green với giá ưu đãi nhỉ. Giá ưu đãi giá này là quá ưu đãi. 440 gem rất là ưu đãi luôn. Đấy, mình mua với giá là 100 gem, giờ bán lại với 440 là quá là ngon rồi nhá. Săn được Ogoni nữa là ngon, chiến luôn nightmare. Giờ thì mình mới có thêm vào team được một Sinister. Thực ra thì Sinister này thì giá cũng khá là ngon rồi. Mình ước gì có thể kiếm được một em Ogoli nữa. Thực ra thì mình không cần để win Nightmare. Thực ra thì có thể hai thanh niên này thì win được Nightmare rồi. Nhưng mà có thêm ô nữa thì ngon. Vì là mình muốn mua lại ô và mình bán hết sạch ô. Còn mình còn một ô thôi. 1k6 là ngon lắm rồi, tự dưng lại không được. Ủa, có người bán Sinister Camera với giá 999 đây. Thực sự thì giá này mình nghĩ là ngon nhỉ. Vì Sinister thì mình nghĩ giá này là ok. Nhưng mà mình không cần nên mua không ấy. Ngon phết đấy. Thực sự giá này khá là ngon đấy. Mình thích con này, nhìn trông khá hay. Ồ, 500 laser này. Giá ngon phết đấy. Healer của mình là 2k. Oh my god. Giờ mình mới mua gì đây? Mình muốn mua một con nữa cơ. Mình mới mua một con nữa nhưng không biết mua gì. 3k. Are you crazy? 3k. Phải gặp được cái deal nào ngon ngon cơ. 10k Spider TV à? Ôi chà chà. Mình có thể mua được một Chef TV 4k5. Thực ra thì mình muốn mua đấy, bởi vì mình muốn sở hữu một Chef TV. Còn nên mua không ta? 4k5 cũng giá không hề rẻ nha. Scientist 90 gem này. Mua luôn nhé, mua luôn rồi. Scientist TV 90 gem khá là hời đó nha. Thì mình không săn được deal nào khác cả. Mấy cái deal khác có vẻ như là chát quá. Team của mình như thế này đây.
nhà là cũng cũng ngon, với cái săn đi cũng ngon đấy, nhưng mà mỗi tội là vất vả thôi. Giờ mình sẽ thử xem team này có khỏe không nha. Ok, chắc là team này đơn giản thôi, mình nghĩ đập này mẹ đơn giản mà. Có Green Laser, săn được Green Laser là khá là ngon nha. Bạn nào mà săn được Green Laser với giá là 100 gem là thực sự một món ăn hời. Nhưng mà mình nghĩ là khá khó đấy, bởi vì là nói chung là hiếm người bán lắm. Một là người ta quá là nhiều, người ta bắt đầu xả hàng ra. Hai là người quá giàu, người ta give away à, người ta cho giá rẻ miễn phí kiểu đấy. Giá hời này chắc là chỉ có vài trường hợp người ta quá nhiều tiền, quá nhiều gem. Chứ người nào mà gọi là cần bán lại thì mình nghĩ là sẽ không ai bán với giá đấy đâu. Nói chung là mình cũng may mắn kiếm được cái món quá ngon như vậy. Hai em green với giá 100 gem, ảo thật đấy, nâng cấp phát, quá là tuyệt vời. Đặt một scientist ở đâu ta? Đặt đây đi. Let's go. Đặt đây thì hợp lý này, mình sẽ đặt hai tướng nâng cấp phát luôn. Giờ hơi xa một chút nhỉ, không sao không sao. Rồi mình sẽ nâng cấp tiếp Santa và sau đó mình sẽ đặt một red laser sau. Ui à, bắt đầu đâu rồi đấy. Mình nghĩ mình sẽ đặt red laser ngay đây luôn. Đặt chỗ này này, đó, chỗ này là hợp lý nhất. Đây, chỗ này sẽ bao phủ toàn bộ map. Và đã đủ tiền rồi. Ui chà, ui team khá là xịn rồi. Và mình sẽ nâng cấp tiếp luôn, level 2. Ủa, level 3, red laser đam to vãi. Mỗi tội nó đưa mục tiêu thôi, nó không làm chậm nhở, không làm chậm với cả đưa mục tiêu, nó chỉ được cả đam to thôi. Và giờ có thể đặt được một sinister ngay đây. Là chỗ nào cho nó bao phủ toàn bộ map, đó là cái chỗ này nhỉ. Mình nghĩ chỗ này là hoàn chỉnh nhất để bao phủ toàn bộ map. Hoặc là lên một tí để cho nó đánh, bây giờ đây đây, đã lùa để luôn. Đây, rồi, và nâng cấp lên là hợp lý nhá, đặt nâng cấp tiếp. Nói chung là cái combo này mình săn giá rẻ mà lại rất hiệu quả nhá. Combo giá rẻ và đi nightmare rất hiệu quả, mình không biết có speedrun được không. Nhưng mà theo cái đà này thì mình thấy là cũng khá là nhanh nhỉ. Nâng cấp level 3. Úi, và đồ này hơi nhanh nhỉ. Nhưng không sao, mình nghĩ là combo này là đi được nightmare đơn giản. Ai chà, đi hơi xa nhỉ, chú em đi hơi xa nhỉ. Ha. Liệu có speedrun được không? 7 phút rồi. Chắc là không speedrun được tầm 16, mình nghĩ là không speedrun được nhanh đâu. Chắc là tầm 18, 19 phút mới xong mất. Theo cái đà này mình thấy là như vậy. Nhưng mà không sao, win là đơn giản, win là được. Nói chung win thì không vấn đề gì. Cái chính là mình muốn speedrun cơ. Ai, mục tiêu nó phải hơi cao một chút, nhưng mà có vẻ như hơi khó. Đi ngủ. This is not good. Ok. Dạ không có con đi ngủ. Mình định mua con repair drone cơ mà thấy giá 700 cao quá. 700 con repair drone. Thực ra thì giá đấy thì nếu mà mới ra thì cũng ra giờ mà vẫn còn bán ấy thì nó hợp lý. À ý mình à, giờ nó hết bán rồi nên nó giá cao nó phải, chứ mà lúc mà mới ra thì giá đấy thì thấy là hơi cao, quá cao. Mới ra thì mua tầm 2-300 thôi. Rẻ hơn Green bây giờ nó cũng hết bán rồi, cũng limited rồi nên giá nó mới cao như vậy. Mấy con mà hết bán rồi là giá nó tăng vọt vọt lên luôn. Wave 47, chúng ta có 4 Red Laser Camera và 3 Sinister. Chưa level max, nhưng mà có vẻ như mọi thứ ok. Mình đặt 2 Scientist TV này hơi xa quá. Hơi bị xa quá, không solo được. Đặt ở đây thì hợp lý hơn này. Nhưng mà dù sao thì vẫn có thể win được, không vấn đề gì. Tôi đặt ẩu đi ngủ. Nhưng mà đi ngủ hơi nhiều. Nhà team này đi ngủ hơi nhiều. Đó, cái điểm yếu của nó là đi ngủ rất nhiều luôn. Hơi bị buồn ngủ suốt ngày. Giờ mà có con repair nữa thì chắc chắn là team này là speedrun đơn giản. Bây giờ thì 16 phút à? 16 phút quay 49 này. Liệu có được trước 18 phút không? Trước 18 phút là ngon. 17 phút thì chấp nhận được, nhưng mà trước 18 phút thì ngon. Đấy, giờ thì 17 phút rồi. Khoảng 1 phút nữa, liệu có win được không? Ok, thì cho có wave 50 rồi nhá. Giờ thì nâng cấp max lên. Và bán tất cả Santa đi là mình sẽ có thể có một đống tiền. Và đặt thêm nốt con coi unit cuối nữa, đặt thêm unit cuối nữa, bán hết đi này. 26.000 rồi. Giờ thì mình sẽ đặt thêm một Santa nữa. À, một giờ sister nữa. Đấy, ở đây luôn. Nâng cấp max lên, chưa max được. Max luôn, chưa max được. Thêm gì nữa, không thêm được gì nữa cả. Rồi, ui đừng đi ngủ, liệu có
À, không được rồi, không được trước 18 phút rồi. Vậy thì ok, đánh bại được trong 18 phút Nightmare cũng không tệ lắm nhỉ. Come on, 20 giây nữa. Liệu có được không? Thêm một lần, ok. Ngon. 17:49. Thế này cũng không gọi là speedrun lắm, nói chung là cũng ok thôi. Và đó chính là video sử dụng những unit mua trong marketplace Sun Sale giá rẻ và đánh đây mày. Đó thì để like, subscribe mình nha. Và mình sẽ quay trở lại với video. Bye bye. Và đừng quên là vào shop kênh EasyRobot.vn để ủng hộ mình nha. Bye bye.